back. Yip lang. Ako sa lang. Hindi yan. Now, I'm gonna go to Bia. Yeah. Ah, Bia. Ah, Bia, I'm gonna go to Bia. Bia, để ba tắm cho Bi nhá. Dạ. Nhá. À, đi nào. Nè, xem anh nín thở lâu nhá. Nào, Bi đi làm trong tay nhá, xem anh nín thở lâu nhá. Nào, 1, 2, 3. Ai thắng đi? Bibi. Mẹ quên thắng cơ nữa. À bên đây rồi. Ồ. Để con xem nha. 1 2 3 này này, 1 này. Nào, chuẩn bị nhá. 1 2 3. Đây đây. 2 3. Nhịp thắng, chúng ta thắng. Và nè, chúng ta tính cho con này để bạn tắm em đi đây. Đi vào đây để bạn tắm em đi nào. Đáng yêu này để đi nhà. Tôi tắm cho sạch nhá, tôi tắm cho sạch nhá. Đi nhá. Mình thích cả nhà. Thích cả nhà. Đấy, đi cả dép này khỏi phải đau chân. Ba đi không biết đau chân. Đi kiểu đang bơi ấy bạn. Đang bơi. Ngồi yên như kiểu đang mình đang bơi. Đi ra này. Đi ơi. Đi thích vào đằng nghịch nữa đấy. Con một kia nhé bà. Đi nào con đây. Mình lên thôi nhỉ. Tắm thế thôi. Hai con lên đi, hai con lên thay quần áo đi, tí là ba lên, ba tắm với Bi tí nữa. Thôi, lên thay quần áo đi. Ok. Anh kia vào đây à? Thế anh kia tắm rồi. Chúng ta lên thấy con nào đấy con? Hai ba này, 2 3. Ừ, lên nào, đi nào. Đi, nào đây. Đi, lên.
đi tắm cái bịt đi này. Rồi. Đây đây đây, để ba kiếm lại để ba tắm những bịt tí này. Nào, đây đây rồi. Tắm những bịt tí đó. Nào, đây bịt bịt nằm đây. Nào. Rồi, mấy cái được tắm nước sạch cái này đâu. Này đi à. Rồi. Này thấy chưa? Đi nha. Đi nha. Đi rất là ngon. Mình đi rất ngon. Trên kia là những con sừng rất là đẹp. Nè. À. Chíp ơi, con lên lấy dầu gội cho ba để ba tắm cho Bi cái. Ờ, à, lấy dầu gội nhá. Ba tắm cho em Bi cái xong rồi. Đây nhỉ. Nước đây là nước đá vôi. À, ở đây có suối nước nóng. Cho nên là nước ở đây rất là ấm mọi người ạ. Nhiệt độ ở đây rơi vào tầm khoảng hơn 30 độ. Cho nên là cái nước này là ấm lắm. Nước này từ trong lòng đất ra ấm. Mọi người nếu mà có điều kiện mà tới Việt Nam ấy, hãy lên suối nước nóng Kim Bôi thì mọi người có thể tắm và ngâm mình trong nguồn nước nóng rất là giá trị. Đây chị tôi mới mang dầu gội ra đây thì giờ mình tắm cho Bi ở cái nguồn suối này mọi người nhé. À Bi này. À tắm cho người sao con ơi. Đây mẹ Phương cầm cho ba con gái này. À, con nhìn mấy con nhỉ. À, rất là may chuyến đi này là vào dịp cuối tuần này. Cho nên là đi đó. À, rồi đây. Khí hậu thì ở đây rất là tốt. Đó. Đi nào, bạn đang lên xuống. Ơi có tắm đi, có tắm, có thấy con nào đi khỏi lạnh. À, đây là ba gối đầu ra đây, ba gối đầu chứ. Đây mình nghĩ ở đây này. Đi chúng ta đây. Đi chúng ta hôm nay được ngâm mình dưới nguồn nước nóng vô tận của thiên nhiên ban tặng. Nước nóng Kim Bôi nổi tiếng của Việt Nam á. Đấy. À, đi, từ từ ra, mình đang ngồi đây. Rồi, thơm tho. Rồi, đây ba gối đầu chưa? Đây rồi. Ngồi đây, ngồi đây. Anh ngụp đầu xuống. À. Ngụp đầu ướt, ướt này trên ướt. Rồi, ok. À, đây. Đây chú ca không gội đâu à? Không. Cúi xuống. Một xuống tí nữa. Rồi đấy, sạch đấy. Hai đứa đây, bây giờ ba quay đâu ba? Đây, ba quay đâu? Con cái cây dâu này vào luôn. Ấm nhỉ, nước ấm nhỉ. À, mình lên nhá. Ok.
Ok, này. Đây nó. Bí có vẻ rất là thích tắm nước khoáng, không nóng. Đây, mặc bịp nhá, mặc bịp mặc quần nhá. Thế nhá. Khí hậu thì rất là ổn mọi người. Hiện đây là mình phải chiên phần tôm. Cảnh đây rất là đẹp. Con thay quần áo đấy à? Ừ. Rồi Suka là bế Bi lại đây này, này, về để ba ấy chứ. Suka không bị sợ bị lạnh ba. Bên nó bị bè. Đây bên phòng tôm. Đây con lại đây ngồi này. Cho cái tin ra làm. Ừ, tin ra làm. Mì ra. Mình chiên. Mình chiên bánh phần tôm ạ. Ừ, chiên bánh phần tôm ạ. Ôi, cái gì nó đã như vậy rồi ba nhỉ? Ừ. Ôi, nó đã phồng ra chưa ba? Cái miếng đang phồng đấy là miếng đầu tiên đấy. Miếng thứ hai là miếng phồng tiếp theo. Đẹp nhờ. Đẹp quá đi. Đây đây bông Bi. Ui, phồng nhanh chứ kìa. Để bông Bi. Thế thì phồng nhanh quá đi. Có vẻ được rồi chứ bác. Ừ, mình có chưa đâu. Chưa chưa. Đẹp quá à. Chỗ mặt trời này nói. Đã xong rồi ạ. Làm thêm ít nữa. Wow. Rồi nhanh chứ. Nhanh. Nhanh chứ ba. Chứ gì đã đủ 3 miếng rồi. Nó nấu. Dầu nấu. Chứ có cả vào ba. Xả vào nó bỏng hết. Được. Chứ có 1 cái. Ba lần. Xả vào nó té dầu nó bỏng hết. Con này mới lên con lạc. Mình cái gì đỏ đỏ cay cay ấy. Nào chip nghe nó bắt đấy tàn sụp ca kìa, nó có một ném đi xuống nó té rồi nó ba rồi nó bỏng rồi. Nhanh quá. Nhanh quá à. Ui, đang nhỏ nó phồng ra to luôn. Lúc đầu nó xẹp rồi nó lại phồng ra như thế này. Để hai con lại kia ăn đi. Không biết. Cảm nghe đúng mày.
Đi để ăn miếng nhỏ thôi. Bi này ăn thịt cây nhiều đấy. Đây là miếng Bibi đang ăn rồi. Ngon quá. Ngập trong miệng. Ngập trong miệng nó sủi sủi trong miệng ra. Ngon nhỉ, giòn tan. Đi nào. Nghe tiếng giòn các bạn. Ngon ngon ăn. Ngon ngon. Các con thấy đẹp không? Có. Trời đẹp quá trời. Trời đẹp còn được ăn ngon nữa. Ta thì chỉ khi đang ngủ trong này đi đi như thế. Mình tranh thủ mọi người đang ngủ này. Nấu ăn. Sao vậy? Bí muốn về à? Sao? Bí muốn về à?